边花舞空，偏想看第二片天空，圆圆环环跌入迷宫，看着时间失控，光与影再不相逢，尽化做奇梦，仍然放纵浮世，任我掌控。谁人能像我不断为梦幻喝彩，而此刻始终相信有希望存在，让我抱紧感觉，就算看不见将来，隔两个空间都可以相爱。谁人又像我执着梦幻没变改，而此刻始终相信最好是期待，用半生精彩来埋没感慨，横渡那星海，换一个未来。Có bộn trời không muốn cô rời khỏi Thượng Hải? Ý của anh là tôi nên ở lại Thượng Hải à? Anh muốn ly dị với em? Người ta không phải thích tiền của anh đâu, chỉ thích tiền của anh thôi, anh có biết không? Mà giỏi mà, bây giờ đã câu được con ruồi vàng. Tôi xin cô đừng phá hoại hạnh phúc của tôi và tiền đồ của anh, có được không? Tha cho anh đi. Nếu như vì em, cho dù anh bỏ tất cả những gì mà anh đang có cũng không sao. Chỉ cần được ở chung với anh là em đã thấy đủ rồi. Tiểu tiện. Cái đám ký giả này chỉ biết viết mấy cái chuyện tào lao không à. Ông chủ à, thử ăn bánh bơ của tôi coi có ngon hay không. Bánh bơ của cô mua hay sao? Không có phải mua đâu, chính tay của tôi làm mà. Thiệt? Thử đi, có đủ ngọt đủ thơm hay không. Không biết tôi bỏ bơ như vậy có đủ hay không đây. Dạo này rảnh lắm hả? Nhàn hạ đi làm bánh. Không phải rảnh đâu, nhưng mà tôi muốn làm. Vậy tôi lý, có chuyện lớn xảy ra án mạng rồi. Anh xảy ra án mạng với ai đây? Đừng có nói chơi nữa, Như Lập Quân đã giết người. Anh giết người? Giết ai? Anh Quân đi giết Hồ Hiệp Thành, lúc đó con súng đạn cũng ở hiện trường. Bây giờ họ đã bị phần thù bỏ bắt đi. Ông Dương, ông ta kỳ từ vậy phải giết người, đơn giản như vậy sao? Anh không nghĩ là tôi cố tình giết tên lưu manh đó chứ? Đã có báo đạo nói là ông giết Hồ Hiệp Thành là vì Lưu Lệ Linh ghen tương ganh tị, cho nên đánh nhau ở ngoài phố. Có phải là có chuyện này không? Chuyện này thật ra là gì? Lúc đó tôi nhìn thấy hắn làm phiền Lệ Linh, cho nên tôi mới giải đời hắn. Sao tôi lại vì chuyện nhỏ như vậy mà giết người? Vậy cũng có báo đạo nói là Lưu Lệ Linh và Hồ Hiệp Thành đã từng sống chung với nhau. Tôi vốn là không quen biết cái tên Hồ Thành gì đó. Mấy tờ báo đó toàn là bị đặt mà thôi, không có căn cứ mà. Cô thì không quen với Hồ Hiệp Thành? Tôi chỉ biết cái người này cứ tới đó ngoài cửa khách sạn và phòng trà. Ông cứ chờ tôi và phá tôi. Nhưng mà tôi thì không ngờ hắn lại to gan tới nỗi lén vào phòng của tôi. Hơn nữa hắn còn... Tuy anh nói là vì cứu cô Lưu Lệ Linh, nhưng mà anh đâu có cần thiết phải giết chết Hồ Hiệp Thành đâu. Lúc đó tên cướp bóp cổ của tôi, làm tôi bị ngộp thở. Trong đầu của tôi chỉ muốn cứu Lệ Linh. Tôi quơ tay để kiếm món đồ gì đó để đánh trả lại. Không ngờ đó là một con dao. Từ đầu tới cuối tôi không có cố tình giết người. Ông cứ nói là vì tự vệ mà giết người, nhưng mà nhìn từ các khía cạnh khác thì... Ông Dương à, chúng tôi không loại trừ ông có thể là ngộ sát. Không thể nào là ngộ sát. Lập Quân chính vì cứu tôi mới lỡ tay giết chết tên lưu manh đó. Thật sự là vì tự vệ mà giết người. Cô Lưu, cô có ngại cho tôi biết cô và Dương Lập Quân có quan hệ gì không? Chúng tôi là bạn thân. Bạn thân hả? Bạn thân sao lại ngộ quá vậy? Ở chung một khách sạn và lại ở cạnh phòng với nhau nữa. Thế như tôi nghĩ là bạn trai thân thiết, sống chung với nhau, có đúng hay không? Còn có một gì không có hợp tình hợp lý lắm. Ông Dương, ông là một người có gia đình rồi, tại sao không ở trong nhà mà đi ở khách sạn? Tôi không muốn giấu giếm, tôi đang làm thủ tục ly dị với vợ tôi. Là vì người đàn bà đó hả? Chuyện nào ra chuyện nấy. Tóm lại tôi vì cứu Lệ Linh và vì tự vệ nên mới lỡ tay giết người. Vậy tôi lý, chuyện gì đi qua đi lại, ngồi xuống trước đi. Đã hỏi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa thấy ra vậy? Ngày đầu tiên quen biết Thiết Đảng hay sao? Nhẫn nại một chút. Cô người chờ chút nha cô Lưu. Cô không sao chứ? Không sao. Lộc Quân đâu? Vẫn đang bị hỏi cung hả? Vẫn chưa thấy anh ra.
Anh bị tội tình nghi của dư kiện này. Sếp hai muốn hỏi thêm chút. Cô ngồi đợi chút đi. Tôi đã nói gì tự vệ mới giết người mà. Tôi có thể làm chứng. Ngồi xuống đã. Chúng tôi tin cũng đâu có lợi gì. Phải coi quan hệ của cô. Ông Dương, bên này. Lộc Quân, anh không sao chứ? Tôi không sao. Thiết Đản, chuyện này thật ra thế nào? Vì dữ kiện này có liên hệ tới mạng người. Anh là người bị tình nghi, cho nên phải câu lưu thẩm tra, không cho bỏ lãnh. Quỳnh Đường. Dạ. Dẫn ông Đường vào phòng câu lưu, làm luôn thủ tục câu lưu tạm thời cho ông. Lộc Quân. Dạ. Không sao đâu, yên tâm đi. Ở bên nào vậy? Lộc Quân, anh yên tâm đi. Em đã tìm luật sư giỏi nhất Thượng Hải để bào chữa cho anh. Họ không thấy buộc tội anh đâu. Luật sư làm phiền ông lo thủ tục bảo lãnh cho chồng của tôi. Ok, không thành vấn đề. Ai là người phụ trách ở đây? Là tôi, có chuyện gì? Tôi muốn bảo lãnh thân chủ của tôi. Xin lỗi, ông là tội tình nghi giết người, không thể bảo lãnh. Tôi nghĩ ông lầm lẫn rồi. Chồng tôi sao lại giết người chứ? Ông Dương là một chuyên gia có ngành kiến trúc Thượng Hải, là một người dân lành có lý lịch tốt. Hơn nữa vợ chồng chúng tôi đầm ấm lắm. Sao lại vì một cô ca nữ tầm bậy tầm bạ mà đi gây gổ với một tên lưu manh đến nỗi xảy ra án mạng? Chồng của tôi không cần luật sư. Tôi quang minh chính đại, tôi không sợ bị người ta câu lưu. Còn nữa, cô đừng có dùng những lời bẩn thỉu sỉ nhục tới bản thân của tôi. Tôi chỉ muốn giúp ông thôi. Tôi không cần cô giúp. Vậy được, vậy tôi không giúp nữa. Luật sư chúng ta đi. Lộc Quân, sao anh dại dột như vậy? Biết đâu luật sư đó lại có thể giúp anh. Cho dù anh có bị vô tù, anh cũng không muốn còn quan hệ gì với bà nữa. Quỳnh Đường. Dạ, mời ông Dương. Anh không sao đâu. Cậu lão già, chuyện mong căn dặn tôi á, cho dù bị tan xương nát thịt á, tôi quyết không chối từ đâu à. Tôi chắc chắn sẽ làm xong cho ông mà. Dạ phải. Ông cứ yên tâm đi. Đứa con trẻ ngoan của ông á, nhất định không bị gì đâu. Được. Được mà. Chào Khổng Lão Già, xin chào. Vô đi. Sếp, có chuyện kiếm tôi hả? Phải, là cái chuyện của Dương Lập Quân. Ông yên tâm đi, tôi và đám anh em đã điều tra rồi. Cho dù có điều tra đi nữa, thả người trước đã. Hả? Thả người? Anh là tội tình người giết người. Vụ án này chúng ta chưa có điều tra minh bạch mà, đâu có thể thả người được. Nói đúng, thì coi như là cho bảo lãnh đi. Nhưng mà có điều luật quy định, đã là tội tình người giết người thì không thể nào bảo lãnh được. Nói cũng đúng, nhưng mà ảnh vì tự vệ giết người thôi, có thể nới tay một chút mà. Anh nói là ảnh vì tự vệ giết người, chúng ta đang điều tra. Nè, Thiết Đản, anh là cấp trên hay tôi là cấp trên đây chứ? Câu nào cũng bắt bẻ tôi hết à? Tôi cũng là nói sự thật và lý lẽ thôi. Được, để tôi nói sự thật và lý lẽ cho anh biết nha. Anh đừng có tưởng là cái ông sếp này á, lấy quyền lớn á, đè anh lại. Anh có biết không đây, Dương Lập Quân ở đất Thượng Hải này á, là kiến trúc sư rất là nổi tiếng, có địa vị dữ lắm đó. Vậy đâu sao? Nè, người ta có nói là hoàng đế phạm pháp cũng tội giống như dân thôi. Anh đừng có bắt bẻ tôi á, có được không hả? Còn nữa, tôi có đọc qua khẩu cung của bọn họ rồi, đâu có chỗ nào đáng nghi ngờ chứ. Cho nên, vậy nghĩa là trước đó họ đã ráp khẩu cung thôi. Còn nữa, nè, anh còn dám cãi lại lời tôi hả? Nè, miễn là cái chuyện này á, thiệt đơn giản lắm thôi. Cái tên Hồ Hiệp Thành á, là một tên lưu manh du côn, là cái thứ vô nghề nghiệp. Hắn khi không á, chạy vô phòng của Lưu Lệ Linh để mà ăn cắp đồ, còn đòi hãm hiếp cổ nữa. Bị Dương Lập Quân bắt gặp, ổng anh hùng cứu mỹ nhân, tự vệ giết người, chỉ là vậy thôi. Nè, dữ kiện này tôi là bề ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng mà thật ra hai ngày. Hai ngày gì? Tôi cho anh thời gian 2 ngày. Nếu kiếm không ra chứng cớ mới thì kết án, đồng thời cho Dương Lập Quân được bảo lãnh. Nếu như anh sợ tội bỏ trốn thì sao? Ê, ảnh là người có tiếng tăm ở trong xã hội đó mà. Anh câu lưu giấy tờ du lịch của ảnh á, vậy thì được rồi. Trên thế gian này còn có pháp trị sao? Lần này cảm ơn các người. Không có gì, chúng tôi cũng đâu có làm gì mà. Nhưng mà nói trở lại, lần này Thiết Đản thì là khác đó. Nếu như thường ngày thì anh nhất định sẽ không cho ông Dương được bảo lãnh. Anh cũng biết có bao nhiêu người chứng thực là ông Dương vô tội đó mà. Không thả thì không được đâu. Lập Quân, anh đừng có lo lắng quá. Phòng tuần bộ cho bảo lãnh anh, có nghĩa là ông tin anh mà. Phải đó ông Dương, ông cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi nghe Quỳnh Đường nói là anh đã từng hỏi qua những người làm ở đó. Lúc đó bà Sẩm làm vệ sinh, nhìn thấy Hồ Hiệp Thành đã lén lút lấp ló ngoài phòng của Lệ Linh, thì chứng minh người này quả thật là có dạ tâm bất chánh. Hơn nữa chú khách ở phòng kế bên cũng nghe được tiếng kêu cứu của Lệ Linh nữa mà. Cho nên có nhiều chứng cũng có lợi cho anh. Như vậy không có gì đâu. Lệ Linh, em cũng đã mệt, về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà phòng của Lệ Linh xảy ra chuyện. Tôi đã đổi phòng giờ ở kế bên, phòng 310 thôi. Lập Quân, anh cũng nghỉ đi, tối nay đừng có về công ty nữa.
anh biết mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhật báo Tân Sinh của các người báo đạo sớm nhất vì mấy cái tin nhảm nhí của Lưu Lệ Linh. Sau đó thì Dương Lập Quân và Hồ Hiệp Thành cũng là vì Lưu Lệ Linh rồi ganh tị ghen tuông đánh nhau ở ngoài phố. Và nhà báo của các người còn đăng đải ra hình đó nữa. Chúng tôi muốn biết là các người có phải là có nguồn tin đặc biệt gì không? À, chuyện như vậy này ông Thiết à? Về vấn đề nguyên tắc và nghề nghiệp của nhà báo chúng tôi đó, nguồn gốc của tin tức nhiều khi không có thể công khai được đâu. Nếu là như vậy, tôi cũng hết cách thôi. Chỉ đành lợi dụng chương 11 của điều 36 có quy định pháp tôi giới, chỉ không các người chi tình bắt báo, phòng ngại chấp pháp. Đây cũng là phương pháp chuyên nghiệp của phòng tuần bộ chúng tôi. Nhưng mà quy tắc chuyên nghiệp thì nhiều khi cũng biến thông mà. Hay là như vậy, để tôi kiếm hạ cô Thảo, anh biết về chuyện này, để cho ông hỏi chuyện. Ông Thiết à, chuyện này không có dính líu tới tôi. Chỉ là hôm đó Hồ Thiết Thành tới nhà báo để cuốn tài liệu do tôi phụ trách ghi chép thôi. Nhưng mà thật ra cái chuyện này phải kiếm Ôn Bảo Vũ mới đúng. Tại vì chuyện của Lưu Lệ Linh là do ảnh theo đuổi mà. Nghe nói là ảnh trả tiền mua được một tấm hình mà hôm xưa Hiệp Thành chụp chung với Lưu Lệ Linh. Sếp, nói như vậy Lưu Lệ Linh đã quen biết với Hồ Hiệp Thành từ trước. Vậy bây giờ tấm hình ở đâu? Thật ra ông Tổng cũng từng đòi tấm hình của Ôn Bảo Vũ. Nhưng mà Ôn Bảo Vũ cứ nói là anh không có bỏ tiền để mua tấm hình đó. Sau khi hỏi thêm mấy lần thì anh đã làm dữ, còn đánh thêm ông Tổng một cú. Hồ Hiệp Thành, tôi thiệt là có gặp, nhưng mà không quen thân. Ôn Bảo chúng tôi là người trí thức có học mà, sao lại quen biết thứ dân hạ đẳng bậy bạ này? Chúng tôi đã có tới hỏi nhà báo Tân Sơn. Họ nói là anh đã từng trả tiền cho Hồ Hiệp Thành thu mua những tài liệu của Lưu Lệ Linh. Có phải như vậy không? Tôi là ký giả mà, cũng thường hay dùng cách này để kiếm tài liệu, có gì đâu lạ. Chị phải, vậy chứng minh anh Bảo của chúng tôi làm việc rất là sốt sắng. Nhưng mà theo như ông Tổng của anh nói, Hồ Hiệp Thành đã từng dùng giá cao bán một tấm hình mà hôm xưa ông đã chụp chung với Lưu Lệ Linh. Vậy bây giờ tấm hình đó ở đâu? Tấm hình đó ảnh thì có nhắc qua, nhưng mà từ đầu chí cuối không có lấy đưa cho tôi, nên cuối cùng tôi không có đưa tiền cho ảnh. Hồ Hiệp Thành thì là không có đưa cho anh xem tấm hình hay sao? Phải, thật ra tôi cũng nghi ngờ xem nó thì có tấm hình đó hay không. Còn nói rất là có lý. Anh đúng là bà thành tiền tái thế. So với cái bọn mà gọi là tuần bộ ngày hôm nay, họ tệ quá đi. Nè Thiết Đảng, các người tới đây hỏi này hỏi nọ, có phải là đang nghi ngờ tôi có liên can tới sự kiện này hay không? Hả? Các người nghi ngờ tới anh Bảo? Anh là người tốt mà. Nhờ, đừng có gì phá án mà vu oan cho anh Bảo đó. Hey! Hey! Quỳnh Đường, tôi tưởng các người tới đây kiếm con của tôi là để giúp việc phá án, nhưng các người tới đây muốn đổ quạng nó giết người hả? Tôi cảnh cáo các người nha, nếu con tôi có bị cái gì, tôi sẽ kiếm luật sư Tây Dương kiện cho phòng tuần bộ các người phá sản luôn. Nè nè, bà Ung, chúng tôi đừng nói con cưng của bà giết người đâu chứ. Chúng tôi lấy cô cũng thôi. Lấy xong chưa? Đi được rồi chứ. Nằm à, tiễn khách. Tiểu Bảo, cảm ơn. Xin hỏi ông dùng gì? Cho tôi đi cà phê. Dạ được. Anh gấp vậy hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Vừa rồi anh tới, có người theo dõi anh hay không? Tại sao có người theo dõi tôi? Xảy ra chuyện gì? Không phải, tấm hình lần trước tôi đưa cho anh đâu còn không? Tấm hình gì? Tấm hình mà Hồ Hiệp Thành chụp chung với Lưu Lệ Linh đó. Vẫn cứ thêm mình tôi, chuyện gì khẩn trương vậy? Vừa rồi Thiết Đảng tới nhà tôi hỏi về chuyện của tấm hình đó. Rồi anh trả lời sao? Dĩ nhiên không nói anh, tưởng tôi là thằng khờ sao? Vậy là được rồi. Nếu không giữa tánh của Thiết Đảng nhất định sẽ nghĩ tới Lệ Linh. Tôi nằm mơ cũng không ngờ Dương Lập Quân lại giết chết Hồ Hiệp Thành. Tiểu Bảo, ở đây đừng có nói bừa. Cảm ơn nhiều. Đừng có nói thêm nữa. Hãy đốt tấm hình cho mau đi. Tôi có chừng mức mà. Vào đi. Ông Dương, ở đây có mấy bản văn kiện chờ ông ký. Cái giấy của tôi đâu? Ông Dương, đang ở trong túi áo. Chắc là tối qua ông ngủ không được ngon, tôi pha cà phê cho ông. Đi rồi, không cần. Vậy tôi ra ngoài. Thank you.
Hồ Hiệp Thành đó chính là Dương Thành. Trước khi nó chết, nó đã nhìn tôi và gọi tôi là Tiểu Triển. Tiểu Triển. Điều kỳ lạ nhất là khi tôi cầm cây dao đâm vào ngực của nó, lúc đó tôi có một khoái cảm như chưa bao giờ có. Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm, rốt cuộc tôi đã hiểu được. Thì ra đó là một khoái cảm sau khi trả thù. Trả thù? Phải. Bởi vì kiếp trước nó có lỗi với tôi, cho nên ông trời ăn bài kiếp này để tôi giết chết nó mà trả thù. Anh đã xáo trộn hiện thực chứ là mộng tưởng. Tôi không có xáo trộn, tôi biết giấc mơ của tôi là hiện thực mà. Bây giờ Dương Thành đã bị tôi giết, có nghĩa là tôi sẽ gặp được Lương Bách Tôn. Và cô Thúy Liên đã giết tôi chết trong giấc mơ. Nếu như tôi gặp lại họ, tôi có giết chết họ giống như giết Dương Thành hay không? Ông Dương, hãy bình tĩnh. Theo tình trạng bây giờ của ông, ngành y học gọi là bệnh tâm thần loại nhẹ, có nghĩa là tự ngã dự ngôn. Ác mộng cho một ấn tượng quá sâu sắc, ông tự thuyết phục chính mình đây không phải ác mộng mà là sự thật. Hồ Hiệp Thành là Hiệp Thành, chứ không phải cái gì kiếp trước kiếp này. Đó chỉ là ảo giác tâm lý của ông mà thôi. Tại sao cho tới bây giờ cô vẫn không chịu tin cơn ác mộng của tôi là do từ kiếp trước trở lại kiếp này hả? Ông Dương, tôi hiểu được cơn ác mộng này đã ảnh hưởng tới ông, nhưng mà tới nay khoa học vẫn chưa có chứng minh được ở trên đời có kiếp trước kiếp này. Cô giúp tôi không được, tôi sẽ tự nghĩ cách. Ông Dương à, nghe nói như vậy, cái tên Hồ Hiệp Thành rất có thể là Dương Thành ở trong giấc mộng của anh. Anh thiệt tin lời của tôi. Vậy được rồi, tôi thiệt sợ anh giống như bác sĩ Bạch, nghi ngờ tinh thần của tôi có vấn đề. Nhiều khi cái nhìn của tôi khác với cũ. Dù sao đi nữa, tóm lại có một người tin tôi cũng dễ nói chuyện. Tôi không những là tin anh, tôi còn tin vào suy đoán của mình nữa. Ông vậy, theo như ông nghĩ, tôi giết chết Dương Thành có phải liên quan tới ân oán của kiếp trước không? Người Trung Quốc có một câu là ân quả tuần hoàn, hay còn gọi là ân quả báo ứng. Tôi thiệt lo lắm. Bây giờ Dương Thành đã chết, nếu lỡ như tôi gặp lại Dương Bách Tôn và Thúy Liên của kiếp trước, có phải tôi không tự đè nén rồi giết chết họ không? Nếu như có thể khống chế thì không phải là quả báo nữa. Tôi giết hết người này tới người kia, như vậy tôi sẽ biến thành một cuồng ma giết người. Đừng quá lo lắng mà. Nếu nhìn biết được số mạng của mình rồi, hay là thử đi sửa đổi đi nhờ. Người ta nói khử hung đoán lành đó mà, phòng hờ chính là trị liệu. Tôi và Hồ Hiệp Thành không có quan hệ gì mà còn có thể đụng đầu. Như vậy, cho dù tôi biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng chưa chắc tôi có thể lánh né được hai người họ. Cũng chưa chắc đâu, trời đất mênh mông, làm sao gặp được họ chứ. Kiếp trước kiếp này, kiếp trước là của Dương Bá Tông và Thúy Liên, kiếp này họ đã biến thành những người gì? Dạ thưa Lý, anh biểu tôi tới thư viện để giúp anh mượn cuốn sách về mệnh lý phong thủy. Thì không đây chỉ có bấy nhiêu. Tôi đã bưng về hụt hơi rồi, mấy cuốn sách này cuốn nào cũng cỡ đó đó mà. Tiểu Quách, làm ơn đừng có làm biến nữa. Ngày mai đi kiếm tiếp đi, kiếm thêm mấy cuốn sách thay đổi số mạng đó, mau đi kiếm thêm nha. Anh không phải muốn đổi số chứ hả? Không phải là tôi đâu, miễn là mai mốt tôi giải thích cho anh biết. Tiểu Quách à, còn nhớ cái chuyện chúng ta điều tra Thúy Liên không đây? Con gái đến của thời Quang Túy hả? Ông nội của Thiết Đảng có nói qua, Thúy Liên lúc đó đã có liên hệ tới một vụ án mù sát, ở trong đó có một người tên là Lương Bách Tông, có liên quan tới cái dự kiện này. Tôi muốn anh điều tra giùm tôi. Được mà. Anh phải nhớ kỹ, phải điều tra rõ ràng giùm tôi. Nếu như ông bị chết đi, tôi phải biết rõ chết ngày nào, tháng nào và năm nào. Nhưng mà vậy vậy tôi Lý à, người này là người của nhà Thanh mà, không phải điều tra được dễ dàng đâu. Nếu dễ dàng thì đâu có kiếm mình chứ. Cái gì thơm vậy? Ông chủ à, giờ giải lão tới rồi. Uầy, thì không tệ ha. Ê, không có phần của anh. Cái bánh mì lớn như vậy anh ăn đâu có hết. Cái này không phải là bánh mì mà là bánh nhân trái táo. Ông chủ à, thử đi. Được rồi. Nè, ngon lắm, mới xào lò nóng đó, ăn đi. Thấy chưa, làm dơ rồi kìa. Xin lỗi nha, tôi cũng không muốn mà. Xin lỗi hả? Cô mỗi ngày về đây chỉ lo ăn thôi à. Tôi muốn cô về làm bí thư không phải đầu bếp đâu. Sở trình thám không phải tìm bánh. Cô không cần mỗi ngày về đây dở mấy cái trò này. Vậy tôi Lý, anh không ăn thì thôi. Làm gì đây người ta? Vậy tôi Lý này thật đáng chết mà. Ở hiện không gặp lành, người ta bỏ công chức giả làm bánh nhân táo cho anh ăn. Ăn không được thì lấy cho chó ăn. Uầy, bánh nhân táo ngon như vậy mà đem cho chó ăn không phải là lãng phí sao? Tôi lấy bánh nhân táo cho ai ăn, mắc mới gì tới anh? Cô biết không, trên đời này có nhiều người cả cơm cũng không có mà ăn.
Vậy mà bánh này đem cho chó ăn, đưa tôi ăn đi. Anh thích ăn thì lấy ăn đi. Cảm ơn. Wow, thiệt ngon chứ ha. Có thể sánh bằng bánh tây của tiệm cơm Hòa Bình đó. Thiệt hả? Thiệt, không ngờ cô làm bánh giỏi vậy. Vậy sao? Bây giờ sư phụ làm bánh cũng nói như vậy đó. Thật ra tôi cũng không có sở thích gì, chỉ thích ăn đồ thôi. Hay là như vậy, lần sau cô có làm món ăn mới gì thì cứ đem tới cho tôi thử nha. Được mà. Nói thiệt nha, chuyện gì phải làm cho anh ăn? Giờ rồi anh không nghe ông chủ nói hay sao? Tôi là bí thư chứ không phải là đầu bếp. Anh ăn xong rửa cái dĩa sạch sẽ cho tôi. Wow, thì có chị kiếp trước kiếp này hả? Anh họ anh thiệt bậy bạ quá. Có những đồ chơi vui vậy bây giờ mới báo với em. Có người chết rồi mà vẫn còn nói vui. Nhưng mà em thiệt thấy gay cấn quá mà. Điều của là lớn. Nhằm lúc em đi vô mới cho em coi thôi. Cái chuyện này á, quyết không thể để cho người khác biết đâu à, có biết chưa? Em biết rồi, lại nhảy quá đi. Em chết cũng không nói mà, yên tâm. Anh thiệt không được yên lòng, mời thầy đọc đi. Thầy đọc hả? Không cần chứ. Không thầy thì ra ngoài. Được, em có sợ anh đâu, em thề nha. Phải thầy đọc hả? Ừ. Ông trời ở trên, Quỳnh Hồng Hồng này xin thề, nếu tôi đem chuyện này nói ra ngoài thì phạt tôi kiếp này ở chồng. Kiếp này ở chồng hả? Đừng có hồng, vậy là kiếp này bám sát anh rồi. Em thề đọc kiểu này anh thiệt tổn hại gì lắm. Không sao đâu. Nhưng nói thiệt nha, anh định với đội biểu quan hệ di vật này để kiếm ra hậu thế của Bách Tôn hả? Kiếp này của Dương Thành thì đã biến thành Hồ Hiệp Thành rồi. Như vậy kiếp này của Lương Bách Tôn rất có thể là biến thành một người bên cạnh của Dương Lập Quân với lại cái con súng trần đó. Em đừng có quên, ngày giỗ của Thúy Liên là ngày sanh của con súng trần đó. Ồ, cho nên anh bắt Tiểu Quách đi điều tra con ngày giỗ của Lương Bách Tôn trùng với ngày sanh của ai trong đồ biểu này đó hả? Anh đừng có quên, Lương Bách Tôn là người cổ, lỡ như điều tra không ra thì sao? Em có cách hả? Em dĩ nhiên là có cách. Xong xuôi. Xong xuôi? Thì không đây dẫn chơi hả? Lần này là linh cảm thứ 6 báo cho em, nhất định thành công. Anh không tin công năng đặc dị của em hay sao? Kể cái là công năng của em hồi được hồi không. Tự cổ thành công dị thử thách đó mà. Anh cứ coi đi. Dễ. Ngồi yên đi mà. Chi, chỉ là bị chảy máu chút thôi, còn tưởng là bị nặng lắm. Nếu như vừa rồi mé một chút thì tôi đã bị mù rồi, còn nói không nghiêm trọng hả? Ai biết anh không có cửa đó xông vô. Hả cô? Ê, đừng có sợ, để lát tôi nấu nước táo đỏ cho cậu, bổ máu. Cảm ơn chị Quang. Chị Quang thì là có lòng với tôi. Đợi chị Quang lấy nước táo đỏ ra rồi, anh cảm ơn chị nha. Phải đó. Vậy tư lý. Vậy tư lý, chuyện gì đứng đó làm thinh, có chuyện kiếm tôi sao? Trần Trường Thành, tôi muốn anh đi Hồng Kông. Tôi đi Hồng Kông? Ừ. Tôi muốn mở một tiệm cầm đồ ở bên Hồng Kông. Anh qua bển thì xét hoàn cảnh giùm tôi. Tới Hồng Kông mở tiệm cầm đồ, Hồng Kông có gì tốt chứ? Chính tôi không biết là có gì tốt, cho nên mới kêu anh đi. Lão Thái, lập tức tới trạm xe lửa mua vé đi Quảng Châu cho Trường Thành. Cậu hai à, bây giờ tối lắm, người bán vé cũng nghỉ việc rồi. Phải, anh quen biết trạm trưởng mà. Điện thoại nghe cho ổng đi. Đi chuyến xe lửa đầu tiên tới Quảng Châu. Chuyến xe lửa đầu tiên đi thị sát hoàn cảnh, không cần gấp gáp vậy chứ? Thì phải làm ngay, nếu không mấy chỗ phòng thủy tốt sẽ bị người ta mua hết đó. Phải rồi phải rồi, chuyện này càng mau càng tốt. Khoan đã, đừng có xen vào. Vậy tôi lý à, khoảng thời gian này tôi không muốn bỏ đi. Gần đây Lệ Linh xảy ra nhiều chuyện quá, nếu tôi bỏ đi tôi lo là cổ sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ lo anh còn ở Thượng Hải, kẻ xảy ra chuyện là anh đó. Khi không vô cớ sao tôi lại xảy ra chuyện? Sao xảy ra chuyện chứ, em chỉ lo làm việc chứ có hàng nghỉ phép mà. Coi chừng làm cực quá bị bệnh rồi tiêu đời đó nhờ. Không nghiêm trọng vậy chứ. Còn công ty thì nghiêm trọng lắm. Lão Thái. Dạ. Nè, theo Trần Trường Thanh về nhà tôi dọn đồ. Bây giờ? Phải. Có cần gấp vậy hay không? Nè, đúng rồi, đi mau lên, đi. Vừa mới đặt vé xe lửa cho anh. Đã đặt rồi hả, mấy giờ? Anh đã về rồi hả? Sao về tới không kiếm em? Đã tối rồi, anh lo là em đã ngủ, anh không muốn đánh thức em.
Lập Quân, anh đừng vì cái chuyện này mà phiền não nữa. Sự thật là anh vì cứu em mới lỡ tay giết người thôi. Nếu như ông trời phải thanh toán cái chuyện này thì hãy để một mình em gánh lấy. Dù sao đi nữa, em cũng ở lại bên cạnh của anh, không rời xa anh đâu. Tiểu Triển. Thúy Liên, tại sao đến đây? Anh vì em mà chịu khổ như vậy, em đâu có thể bỏ anh lại một mình. Tại sao? Anh yêu em như vậy thì anh không ngại giữ bí mật này cho em chứ. Chị xin lỗi, em nằm ác mộng đã đánh thức anh. Lập Quân, anh không sao chứ? Không sao. Ngủ đi. Ngủ đi. Anh họ, anh thiệt thế là anh trưởng thành kiếp trước là Lương Bách Tôn. Anh không phải nói công năng đặc biệt của em không đáng tin cậy. Anh tin trực giác của anh nhiều hơn. Nếu còn súng đang cứ ở chung với Trần Đường Thành, và Trần Đường Thành là yêu cổ như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Còn nữa, căn cứ vào cái công thức mà Dương Thành ở kiếp trước để biến thành hội thành của kiếp này, Lương Bách Tôn có thể là Trần Đường Thành đó. Anh đột nhiên bị anh trưởng thành đi Hồng Kông, anh chưa chắc chịu đâu. Cho nên chúng ta phải áp tài anh tới trạm xe lửa đi Hồng Kông cho chắc ăn. Anh là người thanh niên mà, anh có thể lên xe rồi lại xuống xe. Thì đừng có cho anh xuống xe. Tóm lại anh bỏ đi thì Dương Lập Quân không có cơ hội giết ảnh. Anh còn nhớ lần trước anh biểu chị lại lên đi Hồng Kông, rốt cuộc chị ở trên xe biết được Dương Lập Quân. Nghe nói đi, làm vẫn hơn là không làm. Chú Bảo, Trần Trường Thành đâu? Không thấy ảnh. Bánh Bao Nhỏ có thấy ảnh không? Nghe nói anh Thanh đã hẹn với người ca sĩ bạn gái của ảnh tới gặp ở khách sạn đó. Cái gì? Vậy là Dương Lập Quân sẽ nhìn thấy ảnh. Làm sao đây? Lập tức đi ngay. Chờ em với. Tôi đi Hồng Kông xong, có phải giữ gìn sức khỏe nha? Tôi biết mà, anh cũng vậy. Lần này tôi đi Hồng Kông không biết chừng nào mới về Thượng Hải, cho nên tôi có cái này muốn trả lại cho cô. Tôi nghĩ là để cô đích thân xử lý sẽ được tốt hơn. Sao lại có tấm hình này? Tấm hình này là Hồ Hiệp Thành trước khi chết bán cho Tiểu Bảo. Thằng lưu manh đó muốn lợi dụng tấm hình này để nói xấu tới cô. Nhưng cô yên tâm, Tiểu Bảo không có đăng tải ra. Có nhiều khi số mặt của con người cũng khó mà đoán được. Lúc mà chụp chung tấm hình này với ảnh, tôi không ngờ hôm nay tới nông nỗi này. Chuyện này đã qua rồi, bỏ đi nha. Làm người quan trọng là nhìn tới trước. Có bây giờ cô có phải được khá không? Tại sao không đi thang máy mà đi cầu thang? Thang máy ở tầng trệt mà, chờ không kịp đâu. Bị niêm phong rồi làm sao vô? Không phải căn này. Hả? Là căn này. Trường Thanh, coi chừng nha, coi chừng. Wow. Chuyện gì? Cũng tại tôi mà thôi. Giờ rồi lúc mà đốt tấm hình làm cháy cái lưới cửa sổ, mà là có Trường Thanh ở đây. Thì ra là như vậy. Anh làm chúng tôi hết hồn. Xem chút là trở bệnh tim đó. Chuyện nhỏ thôi mà, cái gì mà hết hồn trở bệnh tim chứ. Đâu phải là chuyện nhỏ, đồ đạc bị đốt cháy mà, không phải giỡn chơi đâu. Thì phải rồi. Về tư lý. Về tư lý. Vừa rồi anh chứ con Hồng quả hốt như vậy, rồi đột nhiên lại đi kiếm tôi, không biết xảy ra chuyện gì hả? Không gì. Làm ơn nói đi. Không, chúng tôi không gì mà. Được, anh không nói hả? Tôi giao lại tiệm cặp đồ cho anh, coi anh làm sao giải thích với Lão Thái. Nói đi. Chuyện là như vậy, lúc nãy trong nhà con Hồng nói là dự cảm của nó là sẽ có nguy hiểm, cho nên chúng tôi đã kéo tới đây. Phải rồi. Thì không ngờ anh làm cháy tấm lưới cửa sổ, khiến cho chúng tôi thiệt là hết hồn. Đúng, thì là vậy thôi. Anh Tư Lý à, dự cảm của em đã trúng phần nửa rồi đó. Coi như em thông minh. Như vậy thôi hả? Phải. Chỉ có anh mới tin lời của con Hồng thôi.
Thế là xui xẻo quá đi, đừng có hòng tôi chịu làm. Thì phải rồi. Thiệt là tà quái mà, kiếm ra nhiều tiền cũng không có mạng hưởng. Đúng rồi, đúng. Đâu, không có làm, đâu, không làm đâu. Đâu. Chuyện gì mà họ đứng hết vậy, không làm gì? Ờ, đúng rồi, để tôi, đúng để tôi, rồi. Để tôi, để không đây, có làm. Các người làm gì đây, đứng đây tán dốc, không có cần làm gì hay sao? Ông cai ông chưa có biết thôi. Vừa rồi công nhân đào ra, thấy con mèo chết. Giờ khủng khiếp hơn nữa là con mèo đen. Quả, đúng rồi, dễ sợ lắm, không có làm. Mê tính như vậy, mấy chuyện này tôi không tin đâu. Các người muốn viện cớ không làm việc hả? Không phải đâu ông Dương, cái chuyện này thiệt là tà quái đó. Thà tin là có còn hơn không. Phải. Tôi không tin mấy chuyện này. Nếu các người thật sự không muốn làm việc thì các người làm ơn đi chỗ khác hết đi. Ông cai à, ông đâu có thể điên chung với họ chứ. Mà làm việc đi. Dạ tôi biết rồi, anh em à, làm việc đi. Làm việc đi. Làm thì làm, ai biểu mình nghèo, tôi đi làm. Làm việc. Đi đi, đi làm việc. Đi đi đi. Công trình đã bị trễ nải rồi, phải thúc công. Kêu họ phải làm mau chút mới được. Dạ biết, dạ biết. Tôi phải trở về công ty, có chuyện gì thì gọi tôi. Dạ, ông Dương. Hả? Ủa, chuyện gì vậy? Mau lên, tức quá coi. Mẹ, trời đất ơi, Quang à. Quang ơi, tại sao đi làm vậy chứ? Quang, trời ơi. Tôi chết rồi, phải làm sao đây? Ông Quán, không có gì đâu. Chết sẽ rồi. Có trời phù hộ mà. Làm sao đây? Anh sẽ không sao đâu, nhất định tay qua nạn khỏi. Chị yên tâm đi. Yên tâm đi, tôi nói không sao mà. Bác sĩ ra rồi. Ai là người nhà của Trần Quảng An đi? Tôi là vợ của anh. Xin lỗi, chúng tôi đã tận hết sức rồi. Anh Quảng, hãy bình tĩnh đi. Anh Quảng à, bây giờ anh đi rồi. Bây giờ bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Bà Quảng à, không có sao đâu. Bà bình tĩnh đi, đừng có khóc nhiều nữa. Sao chị? Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Ông Dương, không có sao chứ? Tại sao tôi lại không tin tà quá vậy? Nếu không phải tôi ép họ làm việc thì anh ta đâu có bị té xuống và bị chết. Không ơn mấy thứ anh, chỉ là tai nạn, anh cũng đâu có muốn. Không phải là tai nạn, đã có sắp xếp hết rồi. Tất cả mọi việc đã có dàn xếp trước, không tránh được đâu. Ông Dương. Hey, như vậy coi bộ căn bệnh của Dương Lập Quân càng lúc càng nghiêm trọng. Chỉ đáng tiếc tôi không phải chuyên khoa về tâm thần, bệnh tình phức tạp như vậy tôi cũng giúp không nổi. Viện trưởng à, ông có quen biết được những nhà chuyên gia bệnh tâm thần mà, ông có thể giúp cho anh hay không? À, có rồi. Tôi có nói với cô, tháng sau ở Quảng Tây có một buổi giao lưu về y học. Chừng đó có một chuyên gia về bệnh tinh thần ở nước Mỹ, bác sĩ Robinson sẽ tới dự. Tuần lễ sau, ông sẽ tới Thượng Hải này trước. Tôi nghĩ, ông có thể giúp cho Lập Quân. Vậy thì đỡ. Tôi sợ căn bệnh của ông Quân, nếu mà cứ tiếp tục, sẽ khó đè nén. Vô đi. Bác sĩ Bạch, văn kiện của cô. Cảm ơn. Ý, sao hôm nay nghỉ sớm vậy? À, tôi biết rồi, chắc hẹn với ông vậy hả? Vậy được, tôi không quấy rầy cô nữa, tôi ra ngoài nha. Alo, Ngọc Trinh. Lập Quân à, tối nay tang sự có tới đón em hay không? Đêm nay anh phải làm thêm, còn mấy xe đồ công trình chưa có xong. Các bạn đồng nghiệp đang chờ anh họp, anh không thể nói chuyện với em nữa. Không có sao đâu, anh đừng có làm tối quá nha. Nhớ phải ăn đồ, đừng có để đói. Anh biết rồi. Chào em. Chào. Ngọc Trinh, có chuyện gì uống nhiều như vậy? Chị tới rồi hả? Nè, uống một ly với tôi đi. Còn uống, chị đã sai rồi. Chào ông dì. Nè, tối nay chúng ta phải uống say sưa mới được. Ngọc Trinh, đã xảy ra chuyện gì? Lập Quân đã gửi thư ly dị cho tôi. Anh muốn ly dị với tôi. Chị biết không, hôm
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, ngày sinh nhật 29 tuổi. Anh chọn ngày hôm nay nói là gì với tôi? Anh nói vì con ca sĩ đó không những gây ra nhiều lời đồn xấu xa mà còn mang tội giết người. Tôi đã nói giúp ảnh mà lại nói là không cần. Tôi làm cái gì cũng vì ảnh mà. Nhưng mà ảnh gửi lá thư ly dị cho tôi làm quà sinh nhật. Ngọc Trinh, chị bình tĩnh lại, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chị uống rượu cũng vô dụng mà thôi. Tôi thiệt là đau lòng, thiệt là khó chịu. Thật ra kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này anh lại xử tệ với tôi. Cô à, cô à, không sao chứ? Lê Linh, em không sao chứ? Hả? Chân của em bị thương. Chờ anh nha, anh tới liền. Ngọc Trinh, chị phải đương đầu với hiện thực, chị đừng có tự hành hạ lấy mình. Tôi có thể làm sao chứ? Chị dạy tôi phải làm sao đi. Nếu mà hai người đã không hợp, chia tay có lẽ sẽ khá hơn. Sao phải miễn cưỡng ở chung? Tôi không chịu, tôi không chịu, tôi không chịu ly dị. Tôi không thể để người đàn bà khác việc đi lập quân. Không thể như vậy. Ông gì? Tôi giết chết Dương Thành có phải liên quan tới kiếp trước của chúng tôi không? Người Trung Quốc có một câu nói là nhân quả tuần hoàn, hay là nhân quả báo ứng. Cho dù tôi biết xảy ra chuyện, tôi cũng không có cách nào tránh né được. Hai người còn lại hả? Lục Quân, anh không sao chứ? Sớm không sửa, muộn không sửa. Nhằm lúc người ta phải đi gấp thì sửa lộ. Ngọc Trinh, chị uống nhiều lắm rồi. Tôi đưa chị về. Đừng uống thêm nữa. Tôi không về. Tôi phải uống tiếp. Tôi phải uống nữa. Anh giúp em. Em được mà. Cho tôi uống nữa đi. Đừng uống thêm. Tôi không về nhà. Tôi phải uống rượu. Tôi phải uống. Vậy từ Lý, anh thì là may mắn, vậy mà cũng để tôi kiếm ra được. Kiếm được cái gì? Lương Bá Tôn. Anh bảo tôi đi kiếm đó mà. Tôi vừa kiếm được thì anh đã chết rồi. Thì sao? Tôi phải uống. Tôi đưa chị về nhà. Tôi không về. Ngọc Trinh. Thì ra sau khi xảy ra chuyện, nửa năm sau Lương Bá Tôn đã rời khỏi kinh thành rồi thay đổi tên họ. Nhưng rốt cuộc đã bị tôi điều tra ra. Anh có biết đổi tên gì không? Nè, tôi chỉ muốn biết là nó chết hồi nào. Thì không có tính nhẫn nại. Là 24 tháng 8 ta. 24? Lên tên là bao nhiêu? Đã biết anh hỏi vậy rồi mà. Là ngày 6 tháng 10. Là hôm nay. Chị có biết không? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật 29 tuổi của tôi. Lưu Lệ Linh. Ngọc Trinh. Dương Lập Quân. Tiểu trưởng là mày. Thank you.
Tao mới nghỉ ngơi chút đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Dương Lập Quân, thật ra anh muốn giết chết thêm bao nhiêu người mới chịu rút tay đi? Xin đừng có làm phiền bệnh nhân của tôi. Người bệnh của cô, anh là hung thủ giết người. Ngọc Trinh, chúng tôi đã tận sức, Ngọc Trinh đã chứng thực là chết. Chúng tôi có lý do nghi ngờ cái chết của vợ anh có liên can tới anh. Anh theo chúng tôi về phòng trùng bộ để giúp việc điều tra. Tình trạng của ông Dương không có được ổn định. Hơn nữa tôi đã có nói rồi, tôi cũng có mặt ở tại hiện trường, tôi có thể chứng minh chỉ là một vụ tai nạn không may. Dương Lập Quân, đừng để cho tôi kiếm ra chứng cứ là anh giết người nha. Nếu không tôi không tha cho anh đâu. Tôi đã giết người, tôi đã giết chết Dương Bách Tông. Ngọc Trinh là Dương Bách Tông, rốt cuộc đã chết dưới tay của Tiểu Triển. Em có tin hay không cũng được, miễn là sự thật ở trước mắt. Dương Lập Quân giết chết Dương Thành và Lương Bá Tôn, hại chết Tiểu Triển ở kiếp trước. Và tiếp theo đây là tới Thúy Liên. Việc gì cũng phải có sự thật khách quan. Không sai, Dương Lập Quân có liên quan tới hai vụ án mạng. Nhưng mà chúng ta không có đủ chứng cứ chứng minh ảnh cố tình giết người. Vừa rồi em nói cho anh biết, cả Dương Lập Quân cũng nói vợ của ổng Khổng Ngọc Trinh là Lương Bách Tôn. Ngày chết của Lương Bách Tôn là nhằm vào ngày sanh của Khổng Ngọc Trinh. Còn giải sao chứ? Không lẽ anh muốn đi phòng tùng bộ chỉ Khổng Lập Quân có tình mưu sát Hiệp Thành với là Khổng Trinh để trả thù cho Tiểu Triển kiếp trước của anh? Không phải, anh lo là cứ như vậy còn súng đạn sẽ xảy ra chuyện. Lê Linh. Lập Quân, anh đã tỉnh lại rồi. Sao hả, có đau đầu hay không? Anh không gì. Anh khát lắm, anh muốn nước. Em rước nước cho anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.